Start twerking like Miley. Start twerking like Miley. For everybody in this club, 'cause I got you, girl. Đi đòi nợ mà đã nhảy quá à. Bây giờ tới nơi rồi, làm việc. Dạ. Cái gì, ai mà sùm trong nhà của tôi vậy? Cái đồ giày cao dữ vậy, đứa nào mà trời ơi. Cút. Cút. Chào cưng. Cưng khỏe không? Hôm nay chị tới đây chị có một số điều muốn chia sẻ với em. Chắc là em chưa bao giờ nghe chuyện muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Mãi mãi trường tồn, mãi mãi phồn vinh. Trời ơi thôi. Trời đất ơi, bữa nay mà bán hàng đa cấp vô tận xào huyệt nhà tôi mời chào hả trời. Trời ơi, em hiểu lầm rồi. Công ty chị cũng là đa nhưng mà là đa dạng với nhiều cấp độ khác nhau. Đa số những người tìm tới công ty của chị là những người có hoàn cảnh rất là đa đoan, tâm lý lúc nào cũng đa sầu đa cảm, và đặc biệt họ là bệnh nhân thân thiết của bệnh viện đa khoa. Bây giờ túm lại là mất thời gian của tôi quá. Ba người là cái gì? Giới thiệu cho em, ba đứa chị là đôi nợ mướn. Dạ thưa chị em đi. Đi đâu mà dòi mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây, anh mà đi nữa quýnh thấy bà anh luôn. Sao mặt em đẹp mà giọng em chợ quá vậy? Please. Em mượn cái số tiền của thân chủ chị là để đi qua bên Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Thôi đi. Đừng nhắc hai chữ chuyển giới trước mặt em. Thân chủ của chị ác lắm. Em mượn 4,000 đi giải phẫu, đưa cho em cái phong bì. Em tin tưởng, em xách qua tận tới Thái Lan, vô tới bệnh viện em xé phong bì ra không thấy 4,000 đô mà là 4,000 bạc Thái. Em lỡ tới rồi, bây giờ làm sao? Em chọi thẳng vô mặt bác sĩ nói làm cái gì với tôi đi. 4,000 bạc Thái nè. Ông đè em xuống, ông cạo râu rồi ông đuổi em về. Chị ơi, ra khỏi bệnh viện, một mình em bơ vơ lạc lõng tiền thì hết. Một mình em lang thang giữa quảng trường xi lộp, chưa biết đi đâu về đâu. Đột nhiên từ xa có một chiếc xe túc túc chạy tới. Sao đi khám? Khám. Bên em bỏng bỏng bẹt 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 đi hùng. Đi. Lên xe. Sau đó, chúng em rong ruổi trên khắp các con đường. Mưa gió bão bùng chị ơi. Hành trình kéo dài mãi, rồi đến lúc... Tới rồi! Tới rồi hả chị? Xa bay đi! Chị ơi, tới đâu vậy? Lào! Qua Lào chi? Anh lộn hả? Đi tiếp! Lại tiếp tục một hành trình. Chúng em cứ đi và không biết điểm dừng. Tới rồi! Chính xác là tới rồi! Sóc xa bay sóc. Em tới ơi, đâu vậy? Campuchia. Qua đây đi má. Đi tiếp. Tung 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 tung. Lại tiếp tục đi và không biết đi đâu. Tới rồi. Chợ Bến Thành kìa. Quê em. Trời ơi quê em kìa. Chị ơi em tới quê em rồi. Mà đau lòng là về tới nơi sau em mọc lại. Trời. Sao bi kịch vậy nè? Rồi cuối cùng làm sao? Sau đó em về nhà là chị qua chị đòi nợ em. Thôi chị hiểu vấn đề rồi. Bây giờ làm vậy? Mục đích của thân chủ chị là cho em mượn tiền. Dạ. Và mục đích của em là cầm số tiền đó qua Thái Lan để chuyển giới. Nhưng ơi, em chưa có xài đúng mục đích của em. Em muốn chuyển giới mà mới cạo râu thôi à. Nhưng mà đúng mục đích của thân chủ chị là cho em mượn tiền. Và mục đích của chị hôm nay tới đây là lấy lại số tiền đó đem về cho thân chủ chị, phục vụ mục đích mới của thân chủ chị. Ai? Nói cái gì một hồi toàn mục với đích không à? Rồi bây giờ sao? Số nợ đó em tính làm như thế nào? Nợ thì cứ nợ đi. Rồi bây giờ sao? Ngắn gọn, trả hay không? Thân chủ của chị lừa em không trả. Trả hay không? Không trả. Trả không? Không trả. Trả trả. Trả trả. Lính Thúy Kiều. Có Thúy Kiều. Hãy quên nói cho nghe nè. Đây xinh gái
lên miền xa, dược phong ba cao lên làm giàu. Xin thông báo ta không hiền, nghe chưa mắm đây chơi liều. Đừng tào lao chứ tao bực nhà, dừng tiền tao coi như là thua rồi. Chạy đi cưng bắt được, vốn lân lời đẻ ra tiền trăm. Nếu biết điều phải lo trà nhánh, cười cho qua tao sẽ ra làm ba, mà dòng luôn chế phúc giao ngàn đầu à. Chê nói vậy chứ thương thật tâm, sống biết điều chứ cưng mà thiệt cưng. Trả tiền nhanh chế cho mượn thêm, một vậy một là hai, cộng thêm hai là mười. Cái gì? Bà học toán lớp mấy mà 2 cộng 2 bằng 10 bà nội? Trời ơi em ơi, chị nói rồi, tiền của chị là tiền chơi dai, là tiền đứng tiền ngồi, chứ không phải là tiền nằm một chỗ, em hiểu không? Trời ơi, vậy thì 4.000 bạc thái tôi mượn nó ra tới bao nhiêu rồi? À, em muốn biết số tiền em ra bao nhiêu à? Còn phải hỏi? Dạ, đàn lúa tôi năm thơ xin gửi đến quý vị khán giả lời chào thân ái và trân trọng nhất. Dạ, dạ, nên chứ không có lời thành quý vị. Dạ quý vị ơi, người mọi người đã có bé trên tay chưa? Tôn Tôn, tôi quá khẽ kìa mày. Xuống mắt kẻ kìa, liễu liễu, xuống mắt kẻ cho mọi người đi cưng ơi. Lẹ lên nè, xuống mắt kẻ nè em ơi. Dạ quý vị ơi, mọi người hãy cầm số trên tay. Chị dạ. Dạ dạ, kính thưa quý vị, không để làm mất thời gian quý vị, mọi người hãy cầm trên tay một tấm vé. Dạ dạ, nhìn lên số trên màn hình. Mọi số hiện ra trên màn hình là số nợ chính xác nhất của quý vị. Dạ sau đây, chương trình số nợ của chúng em xin được phép bắt đầu. Woo! Số gì đây con, số gì đây, số gì đây con, số gì đây, năm gì đây con, năm gì đây, năm gì đây con, năm gì đây. Chiều nay ra bờ sông vắng, thấy con chuồn chuồn bay về, chuồn chuồn đưa tin bao, mai này em có chồng phương xa. Năm mươi ba, năm mươi ba, năm mươi ba, năm mươi ba, số gì đây, số gì đây, số gì đây. Đánh dấu như thế nào? 53 đó nha. Tám gì đây con, tám gì đây, tám gì đây con, tám gì đây. Cái chuyện ba xin cái nợ mà bốn tình, vì chuyện gia đình mà đi phải xa lang. Tình lang thiết tha nói ra mà không dám. Nguyện con số tám, nguyện con số tám. Số gì đây, số gì đây, số gì đây. Quý vị ơi, em kia bỏ điện quá, bây giờ cho em chạm vào tay nè. Giờ lại số. Dạ. Nhanh lên tụi em ơi. Nhất Dương chị. Dạ có 8. Nhị Thiên Đường. Dạ có 7. Tam Tông Miếu. Dạ có 5. Tứ Đỗ Tường. Dạ có 3. 8 7 5 3. Kinh. Đó chính là số nợ của em. Cái gì vậy? 8.753 đô, đó chính là số nợ của em. Trời ơi, cái gì mà tôi mượn 4.000 bạc thái mà trả 8.753 đô bà nội? Em đúng rồi em, chị nói rồi, tiền nào cũng phải đẻ mà, phải đẻ chứ. Trời ơi, nó đẻ kiểu gì mà nó không chế hoạch quá gia đình chị bà. Bây giờ sao nè, tiền bạc của chị em tính sao nè? Mấy người cho dây nặng lại, tôi không trả, tôi xù. Tụi em, lên. Dạ. Cái gì vậy? Muốn làm cái gì tôi? Muốn làm cái gì tôi? Ê, giết người, giết người. Chị ơi, không gian nó nóng quá chị ơi. Chị ơi, em đầu hàng, em đầu hàng, em đầu hàng. À, sao cứng? Sao chị em... ơi, em công nhận chị đi đòi nợ mà chị đánh đúng tâm lý con nợ dễ sợ. Em ơi, chị nghiên cứu tâm sinh lý khách hàng kỹ lắm. Em thích ăn bánh cuốn mà chị cho em khuyến mãi tới bánh chuối. Thích lắm hồn, thích lắm hồn, hai đứa đó thôi, còn chị nè. Dạ. Thôi. Bà thấy ghê quá bà nội.
Tôi trả hết cho bà đi cho lẹ đi. Trời ơi, tiệc chiêu cưới đó. À, nhưng mà chị chia sẻ với em một vấn đề như thế này. 8.753. Chị lấy cái này, cái này, còn lại chị cho em. Cho em? Chị cho em thiếu. Bà rảnh không, tôi trả hết đó bà. À không em, à, bên công ty của chị có một chủ trương là mình phải lấy một ít mà để lại một mớ. Để mình tạo quan hệ thân thiết với khách hàng đó. Không thân lắm đâu. Cái dãy này nè, trả rồi thì bỏ nó đi. Đó. Ôi, còn để con chi vậy cưng? Con này để cho chị. Để cho chị à? Dạ, chị thấy nó quen không? Chị muốn là em để là cho nó đẻ lời đúng không? À đúng rồi, phải đẻ. Thì thôi đừng có để số 8, mình để như vậy nè. Đó. Bên lắm nè, hồi xưa đi học toán chị giỏi lắm nè. À, cái này ký hiệu trong toán học là vô cực nè. À, giờ là em sẽ trả nợ tới vô cùng. Dạ. Em nói là nhìn hình nền mà đoán chữ. Đoán là trời ơi, hai cái 8 hay tưởng hình đi. Thì vòng, cong cong. À, là cái cộng. Đó là câu trả lời chính xác. Thì sao? Tôi thưa mấy người là, vậy là bị vô trong. Đúng. Trời. Giặt chị. Trời ơi, từ ngày triều đình cắt giảm ngân sách như giờ, hoàng hậu tôi nè mà phải làm hai ba việc. Bây giờ hoàng hậu đi giặt đồ như con ở không? Cũng tại mẹ tôi dạy là phải đẹp sang trọng, giọng mẹ chiếm ngôi hoàng hậu qua tắm. Đã bây giờ đi giặt đồ. Trời ơi. Giặt áo chồng tao, phơi lau phơi xào, chớ phơi bờ rào rách áo chồng tao. Ai nói đó? Con Tâm. Con Tâm. Con Tâm là con nào? Con Tâm là con nào? Con đang tắm. Đứa nào đang tắm? Dạ, Khánh Công Công nè. Công Công thì tắm, mà con hoàng hậu ngồi giặt đồ. Đó, đi Công Công đi tắm. Mẹ ơi. Cái gì vậy? Vậy coi. Mẹ ơi. Gì mẹ... vậy? Má con má con má nè con. Mẹ ơi mẹ làm gì cái mặt mẹ nó ghê vậy mẹ? Đắp mặt nạ. Thằng Khánh Công Công nó mới cho cái mặt nạ mới, nó nói là hả sủi bọt chứ trắng sáng dữ lắm. Cái gì? Mặt nạ mới sủi bọt chứ trắng sáng là sao? Mà có chắc là trắng không? Nó nói là không trắng sáng thì tìm dược hương. Trắng con, mẹ mới đắp con lần à. Mẹ ơi trời, cái mặt mẹ trắng là trắng lắm luôn á, trắng nhìn muốn trắng tay vậy đó. Ủa dùm lại mẹ xấu lắm hả con? Không mẹ đẹp, nhưng mà mẹ ơi con nghe nè. Mẹ, thấy ghê lắm mẹ ơi. Cái gì ghê? Thấy ghê lắm. Cái gì ghê? Thấy ghê lắm. Mày ghê á. Chết chắc. Có cái chuyện gì bình tĩnh nói mẹ nghe. Chuyện gì? Con đang đứng phơi đồ. Phơi đồ ở đâu? Gió. Để coi. Rồi miếng vải nó bay. Gì? Mày nhảm vậy? Dạ. Trời ơi, thì đồ nè, mày giặt mày phơi lên thì nó sẽ bay thôi, hiểu không? Có gió thì nó bay. Còn bây giờ thí dụ ở đây không có gió nè, mà miếng vải nó bay nè, mới thấy ghê. Bay lên theo nụ cười rồi nhẹ nhàng là bay lên theo điệu đàn. Oh oh yeah yeah. Well 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 well. Mẹ ơi, mẹ có muốn con lấy váy thay cho mẹ không? Làm ơn, hãy để cho mẹ yên. Mẹ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì đâu mà không hiểu. Thì chuyện là bà Tâm bà về. Đừng có giờ để cho con Tâm trước mặt mẹ. Mẹ cấm con nghe cam.
không được nói đến tên cái con nhỏ đó hoặc là những từ nào liên quan đến con nhỏ đó trước mặt mẹ, nghe chưa Cam? Con nhớ rồi. Dạ, nhưng mà mẹ ơi, bây giờ giống như nóng quá, con muốn đi tắm thì... Nè, đừng có gì nữa rồi. Đi tắm! Mày nói đi giặt được không? Bây giờ đồ dơ, mày đi giặt đồ. Mình dơ thì mày đi giặt mình. Được luôn hả mẹ? Giặt mình. Giặt mình. Nhớ trong đầu, giặt mình. Rồi, con hiểu rồi. Mẹ ơi, tối nay mẹ ở lại đây với con nha. Ừ. Con sẽ sai Khánh Công Công đãi mẹ cơm giặt. Là cơm gì con? Cơm tấm đó mẹ. Tụi mày trả 2 trứng với con. Được luôn hả? Được. Mẹ ở đây với con, đừng bỏ con đi. Để ở đây nha con, để con phụ con giặt đồ nha. Đừng bỏ con đi nha mẹ. Rồi mẹ ở đây, mẹ ở đây, mẹ ở đây. Đứng. Quá đồ đẹp quá con ơi. Bước qua bên kia. Bước qua bên kia. Cái nốt gì lạ vậy, sợ ồn diễn không vui là la mới vui hả? Mẹ ơi, tránh ra, tao không phải lấy đồ của cô nữa, cô đi đi, cô không phải là con. Con mới thấy cái gì đó trong tủ, con mới thấy cái gì đó trong tủ. Nín đi, cái tủ mà có cái gì đó con này nãy giờ khùng khùng điên điên vậy hả nha. Mày mệt mình, bực mình à. Có cái gì trong tủ đâu. Trời ơi, cá đẹp quá con ơi, mẹ me tụi bữa giờ luôn á con. Trời ơi, con nè con ơi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Rõ ràng con thấy nó ở trong tủ. Cam, đồ đạc không có thấy cái gì tao Cám hả? Nè, mẹ nói một lần cho con nghe nghe con. Cái này nãy giờ là thần hồn ác thần tính con thôi, con không có sợ gì hết, hiểu không? Sợ là kẻ thù số 1 của phụ nữ, con hiểu chưa? Bây giờ nè, đi vô chỉnh trang lại, làm lại đẹp như mẹ như nè thì quan thượng mới thích, hiểu không? Đúng rồi, con không được sợ, con phải đẹp. Trời ơi, mẹ ơi, gương mặt con bây giờ đã lấm giặt những tàn nhang. Là gì bà nội? Lấm tấm đó mẹ. Nè, giờ bây giờ nó đừng có thay đâu. Đã nẻ cái chữ đó, người ta nẻ nè. Tự động lôi lại à. Mẹ ơi, bộ con xấu lắm mẹ. Mẹ xấu hả? Không, không. À! Cái gì vậy Cam? Có cái gì đó. Hùng điên gì, bình tĩnh chứ, không có chuyện gì. Mẹ ơi, có cái gì đó. Rõ ràng là con thấy có cái gì đó mà. Mẹ ơi. Cam, im cái miệng lại. Không lẽ sợ lại la hoài hả? Hả? Nín. Cái gương phải không? Con thấy, con thấy. Có cái gì trong đây mà con này thiệt tình. Đâu, cái mẹ ơi, nguyên một con quỷ. Nguyên một con quỷ ở trong gương kìa mẹ. Con quỷ nè. Cám, mày là con mẹ mà. Dạ. Mẹ là mẹ mày. Dạ. Thí dụ có xấu như quỷ ờ, mẹ đẹp quá. Mẹ con an ủi hiểu không? Sao mày chửi thẳng cho mặt đi. Con cứ bị ám anh, cứ bấn lại như vậy con không có sống không nổi. Không có gì hết. Mẹ giúp con đi, con mẹ giúp con đi mẹ. Không có gì hết con hiểu không? Con bình tĩnh lại. Có ai giúp con không? Mẹ giúp con đi. Có ai giúp con không? Trời ơi, mẹ. Có ai giúp tôi không? Cám à. Mẹ con, vì sao con không? Mẹ ơi, nhà như vậy chắc chắn là bụt xuất hiện rồi. À, ông bụt, ông bụt, ông bụt, ông bụt, ông bụt, ông bụt, ông bụt. Hey, hey you, what are you crying? Nói gì ông mẹ? Nói gì vậy? Lời Việt. Tại sao con khóc? Ốc, ốc, ốc. Ốc là ai? My name is Santa Claus. À, ông già Noel. Ông già Noel ơi, ơi. Con đang tới đây. Ông có gì muốn tặng với con hả? Đúng rồi, nhưng mà ở đây có phải là địa chỉ số 25-7-8-9AZ đường Hoàng Cung không? À, 7 rồi. Ý, lộn nhà. Ông già Noel vui, dù đêm ra buồn, dường như tiếng ông đồng mẹ con chửi được chưa mẹ? Mời con. Ôi đi sao vậy? Tự nhiên người ta đang đau khổ thì vô lộn nha. Mẹ ơi, con nhớ lại rồi, con đau khổ, con sợ thiệt. Nên, nên có mẹ ở đây, có mẹ ở đây, mẹ giải quyết cho con nhưng hiểu mà không? Mẹ không giúp được gì cho con, có ai giúp tôi không? Có ai giúp tôi không? Này con, vì sao con không? Lần này là ông Mục thiệt nè, lần nào Mục thiệt nè, ông Mục, ông Mục,
ông một hai ông 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 lộn nhà nó một cái là giả chạc cho mặt liền tin không? Không có, đúng nhà rồi, địa chỉ ở dưới cũng có nữa. Ai giờ đúng nhà hả? Đúng rồi, ở đây ai là Nguyễn Thị Cám? À dạ, Cám là con. Cám là con? Dạ. Con có một món quà. Mẹ ơi, con có quà. Con quà. Đây. Ê, mẹ ơi, con có quà nè. Anh và Noel ơi. Em đó, em có quà không anh? Có luôn. Cái mặt trắng như tờ giấy thì cần xài bút lông. Chạy thôi đi nha. Ông già Noel vui, dù đêm xa buồn, xin đi đi thôi. Gì vậy mẹ? Tao ghim. Mẹ ơi, con có quà nè. Mở ra con cái gì mà mẹ, con có quà, mẹ có quà rồi. Mẹ ơi, con có... Mẹ ở dưới hầm tránh bom nè con. Mày cầm trái thị một chút nó đếm ngược nó nổ banh thay mày nè. Dục đi con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mày. Cái gì vậy mẹ? Tao ghim. Mẹ ơi, con xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con ở lại đây với con. Mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con ở lại đây với con. Trời ơi. Mẹ ơi. Con gà có két lấy tranh chồng thì khoe mắt ra. Con gà có két lấy tranh chồng thì chỉ khoe mắt ra. Chết rồi mà. Chị chết rồi mà. Chị chết rồi mà. Tại sao cứ vậy đây em tôi hoài vậy? Được không? Sẽ đốt cái cung này để không bao giờ chị để ám ảnh ta nữa. Ta sẽ đốt cái cung này. Lấy chân chồng thì quét mắt ra. Giặt áo chồng tao phơi lau mưa sào. Mày xạo, mày xạo, tao sẽ cho ăn dao cạo. Mày láo, tao sẽ cho ăn cây giáo. Mày, mày gái, tao sẽ cho mày hưởng sái. Hello. Chào em. Hello. Sao? Do you want to speak Vietnamese? Được. À, được, nói tiếng Việt được. Nói tiếng Việt được. Em muốn gì đây? Mất dạy. Tao gì mà mày kêu tụi em mày? Mày gì nào? Gì mà? Là gì Út? Em ruột của mẹ con. Con sao vậy? Gì Út quá hả? Gì Út nè. Nhìn không có da. Trời ơi, gì đẹp. Sữa đâu mới về vậy? Sữa, sữa nát cái đó. Đẹp không con? Nhìn không có da. Ừ. Gì Út phải không? Ừ. Bây giờ còn rẻ không? Rẻ đâu? À chắc sửa hết luôn rồi hả? Trời ơi, sửa là phải tắm hết. Người gì làm hết, làm từ đầu tới chân. Ghẻ chỗ nào nữa mà ghẻ cái thằng này. Trời ơi, nhìn tưởng đâu mấy con ghẻ chứ ngon gì Út. À, rồi ở nhà rảnh không có gì chơi máy tính vậy đó hả? Thì ở nhà là coi chơi máy tính rồi chơi
Được, chút nữa gì với con còn chơi vui lắm. Rồi má đâu? Đi công chuyện ơi. Đi khi nào về? Không biết nữa. Hôm nay dì tới đây là có chuyện muốn nói, muốn gặp nguyên gia đình con. Trời, chuyện gì ghê vậy? Là chút gặp nguyên gia đình nói. Có gì nói con cũng được vậy, con truyền đạt lại cho. Chà, sao gì? Quán dạo này làm ăn được không con? Ra cũng ổn. Đó, trời ơi. Cái tiệm là cái tiệm hồi lâu lúc mà mở ra là 200 máy mà làm ăn giờ còn 2 máy thôi. Sao vậy? Thiệt. À, nói vậy là Út hiểu rồi. À, làm ăn chỉ còn 2 máy ha. Internet tư gồm rồi. Tên tư mà giờ có 2 máy không chịu không nổi luôn rồi. Ủa rồi, 2 máy rồi gia đình mày sống làm sao? Cũng tiền ổn, cái này là sao? Cái này là máy chủ nè, cái này máy cho thuê nè. Đó. Là bây giờ lại một khách một đúng không? Máy chủ là giờ mấy chủ gì ngồi này, con là khách là vô một. Dạ một vô khách ngồi một, đúng nói chuyện với nhau rồi đó, chat viết được rồi. Rồi vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi, tươi xanh ha. Chứ đâu ngon như gì trời. Cái này gì chắc là măng khấm khá rồi sữa nhìn lạ. Rõ ràng gia đình gì không có gì mà có điều kiện mà con. Nhìn gì như kiều nữ vậy hả? Mà con không dám hốt, bị cử. Vậy nói chuyện hốt 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 gì đây. Đâu bây giờ cho má mày ra đây cho dì gặp mặt đi. Bây giờ má không đi công chuyện, biết chuyện nào mới về. Má nói ngồi nói chuyện con chơi cũng được. Rồi nói đi con. Tự do, nói tới sáng gì nói cũng được nữa mà. Ba vậy? Chào anh hai. Nói qua không? Dạ em chào anh hai, em mới qua. Khỏe không? Dạ em khỏe. Ê, nghe dạo này mày nổi tiếng dữ lắm phải không? Đâu nổi tiếng gì đâu. Có, tao đi đâu tao cũng coi, bữa coi trên mạng nè, thấy mày là kiều nữ làng hài luôn mà. Ừ. Dạ chắc tại em sửa được quá hay mới đẹp hình thành kiều nữ đó. Ê đi ghế, mời Vũ mày ngồi. Dạ. Vô. Anh hai làm ăn khấm khá hả anh hai? Đó khấm khá lắm. Đó từ 200 máy còn 2 máy đó. Nó nói với em rồi mà. Dạ. Ủa anh hai sao bao nhiêu lâu gặp, ủa chị hai nữa anh yếu kém lắm sao càng anh hai càng ốm vậy anh hai? Nói nào ngay, công chuyện nó cũng nhiều rồi dì ơi. Dạ. Với lại chị hai của dì, dì còn lạ gì? Dạ. Bà có lo chăm chút ăn uống gì đâu, bà lo tóc tai bà không à. Em nghe nói chị hai mình giờ đi thi Hoa hậu nữa hả anh? Có, đợt đó bà cũng đi thi, rồi cũng đậu qua Á hậu đó chứ. Á hậu luôn hả? Ừ, từ rồi. Lúc Á hậu đó bà đu dây điện luôn tới giờ đó. Không mà em, anh ơi em nghĩ là chắc bà mua giải đó. Trời, chú tốn quá trời tiền hả chứ. Hèn chi, thấy không, bà mua giải bà mới được vậy mà. Ờ mà không sao. Dạ. Để nó bà thích là được. Dạ. Ở bữa nay dì qua tôi có chuyện gì không? Dạ thôi để cũng có chút chuyện nhưng mà tại vì thôi. Ủa chị hai đi khi nào về em đợi đủ mà em nói luôn. Cũng không biết nữa. Ủa bữa nay họp gia đình hả? Dạ em qua em họp gia đình mình. Con. Cái gì mẹ con? Khoảnh khắc này lạ nè, chụp hình bút nè. Ủa chụp hình nữa hả? Ừ. Anh ơi, hai mẹ con là ai mẹ ai con? Cái con cái đầu mà như mì gói đó là mẹ đó. Là chị em đó hả? Ừ đó chị mẹ mình nhận ra. Chị hai. Chào chị Út. Chào chào em, chào chị hai. Trời ơi con gì vậy? Đầu chị đẹp ghê luôn á. Đâu ra vậy? Tại chơi Facebook quá mà riết cái tóc nó dựng lên vậy đó em. Chơi Facebook mà tóc dựng vậy đó hả? Nè 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 chụp hình. Bố Facebook thiệt luôn kìa. Trời ơi chị đam mê với sao luôn này. Chị đam mê tụi anh em ơi. Ở đây luôn á. Ủa nè. Sao nè, thấy không? Chụp cái gì đây? Nè nè chị vừa đăng lên nè em coi nè. Một like nè. Rồi thấy không? Rồi rồi bớt đi. Để rồi xuống đây họp gia đình nè. Bây giờ đủ gia đình rồi em hỏi chuyện nè. Rồi em gửi thằng Bin coi em ở đây rồi, thằng Bin coi em đâu? Em ở đây rồi, giờ nó đi học rồi. Giờ này nó đi về rồi. Thì dì không thấy ở nhà tôi, dì gửi ở nhà tôi mà dì không thấy ở nhà tôi, tức là nó đi học. Nó không có ở trường, có người rước rồi thì em nghĩ nhà mình rước thì phải đem về đây, cuối cùng con em đâu? Ủa dì ngộ quá. Trời. Tôi làm công cho dì có ăn lương không? Có chứ anh. Mỗi tháng em gửi tiền điện, tiền nước, tiền gì mà sinh hoạt phí bên này em gửi hết mà anh. Bậy, cái đó là giữa gì với chị của gì. Rồi để dạ em tôi xin đồng nào vậy. Dạ em nói chuyện chị em, dạ chị qua đây em nói nha. Cái gì? Chị em nói qua đây em nói nha. Chị hỏi chị không biết gì đâu à. Con em đâu? Em gửi con em cho chị, con em đâu? Đó con mày về kìa, đó, nó về kìa. Cái gì đây? Kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, đó. Mẹ mày. Đi mà đi mày má mày kìa. Vô coi. Tắt nguồn đó. Trời ơi. Tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi. Ra đây. Cái gì vậy má? Gì mày. Đây vậy chị. Tại sao đi học mà đi học bây giờ mới về? Trời ơi tụi con về đâu, tan trường lâu rồi. Rồi sao bây giờ con mới về? Bây giờ con nói đi. Bây giờ bình thường trong nhà dì hai là ai đi rước con? Dạ thường thường bình thường là dì đi rước con.
Ủa chị hai, sao bữa nay chị không rước con em vậy? Sao chị vô trách nhiệm vậy chị hai? Trời, em biết. Ai biết rồi, chị dành thời gian chị uống cái đầu chị phải không? Phải, chị dành thời gian chị chơi Facebook với lại chị bạn bè anh bạn nhiều like này nọ, nó bận lắm. Anh hai làm chứng giùm em nha. Rồi tại sao con đi học về vô đây con bước vô gặp người lớn con không chào, con nhào đầu vô cái máy vi tính con ngồi con bấm nát bét vậy con? Trời ơi, má cũng biết mà, con ghiền chơi game. Con đi ra con tan trường không thấy ai đón, con mới ghé cái tiệm gần trường á, rồi con vô con chơi. Ở nhà má đâu có cho con chơi game. Vậy là khi mà con qua nhà này dì hai mới bắt đầu, dì hai dượng hai với hai anh chị mới cho con chơi game đúng không? Dạ. Đúng. Trời, anh nói đúng không anh hai? Ủa, tôi kinh doanh mà gì? Tôi kinh doanh hãy có khách hàng là tôi cho chơi. Đây, đó là chi tôi chưa tính tiền cái gì á, nó ngồi một ngày 6-7 tiếng đồng hồ mà dì gửi cho tôi 3 năm nay, giờ dì cho tôi tính tiền cái đó đi. À, nặng à. Ở đây có cho ăn mì bò với uống nước miễn phí nữa. Nhưng mà con em là cháu anh mà anh hai. Trời ơi, bây giờ tiền bạc rõ ràng vậy luôn hả? Cháu chứ. Cháu thì cháu chứ. Một ngày 6 tiếng nhân với 365 ngày. À, nặng à. Rồi nhân lên thành 3 năm. Rồi anh tính ra luôn đi, anh tính ra cho chính xác. Nè, tôi tính rồi nè ông, tôi có cái máy tính này sẵn luôn nè. Tính là xong mình tròn số là chưa không? Sáu. Nhân 365. Nhân ba nữa. Nhân ba. Bằng 65 triệu. 65 triệu. 700. Tính 66 đi. 66 triệu. 3 năm. Con đâu có chơi tới 6 tiếng như vậy. 8 tiếng lận. Trời ơi. Trời ơi, rồi nhân xong nữa không? Con ơi. Nhân thêm 2 nữa. Nhân 2 nữa hả? Năm bảy nhân hai dạy cô phải thành thật với người lớn mà. 6, 6, 7 không? 8. À, 8. Ờ, mình lên tới 8 luôn hả? Bấm số không đúng rồi. Anh ơi. Anh ơi, coi kìa mình ơi. Chào anh chị hai. Ơi chào. Tôi anh hai cũng biết rồi. Dừng mới tới hả? Tôi làm bên văn hóa phường mà. Dừng không? Tôi có quyền kiểm tra tất cả các cơ sở về internet. Dạ. Đúng không? Hãy dừng vô kiểm tra đi. Ờ, cứ kiểm đi, cứ kiểm đi. Tụi tôi đang tính toán kinh doanh. 8-7 triệu sao? Tôi cảm thấy tôi bất lực quá, tôi từ chức. Bây giờ mình tính 88 đi không? Cô gì ơi, 88 triệu. Cái gì mà tính 88 triệu? Bây giờ tính 88 triệu đúng không? Vậy là bây giờ nếu mà em trả tiền cho anh chị là coi như tàn càng tàu ráo máng hả? Bây giờ gì cũng chửi tôi quá mà. Bây em giờ tôi phải lấy cái đó tôi bù lại chứ. Rồi bây giờ em hỏi anh chị, tiền internet là con em nó xài đúng không? Đúng. Con em nó ngồi đúng không? Đúng. Rồi bây giờ em gán con em cho anh chị luôn nè. Gì má? Sẽ thịt nó quán đi. Chứ bây giờ tiền em cũng đây không có đó. Đây là gì nói nha. Đem nó vô nhốt. Nhốt đâu? Trời ơi, trời ơi con. Mày nhốt đi nhốt. Đi nhốt đi nhốt. Con mẹ nỡ làm vậy trời ơi. Giỡn. Không, nhưng mà tiền cái gì mà tính? Ủa bây giờ người trong nhà mà tính tiền nhau vậy làm bây sao? Bây giờ cái chuyện nó bỏ qua bên đi. Rồi con có tiệm nào con được, nghe nè, được quyền mở tiệm 24/24, tiệm nét nào được quyền mở tiệm 24/24. Tụi con dẹp tiệm từ lâu rồi, tại để nhà máy chủ ai kinh doanh hai máy bao giờ để dẹp rồi, từ lúc mà ra cái luật ra là tụi con dẹp rồi. Đúng rồi, mà dẹp rồi. Tự nhiên có thằng nhỏ giờ này. Bây giờ cái chuyện nhà cửa của tôi, bây giờ người ta thích design theo kiểu nào đó là chuyện của người ta. Đâu, cái này là bây bản giờ hiệu, mở cửa 24/24 là. Cái này là bản hiệu. Vi phạm pháp luật rồi. Tôi để lại để tôi kỷ niệm, được không? Nhưng mà về vấn đề kinh doanh là trưng bản hiệu lên là có làm việc. Ăn giờ hết không. Kinh doanh rồi. Một máy là tôi chơi, một máy là thằng nhỏ nó chơi. Vậy thì dẹp bản hiệu đi. Đâu dẹp. Có làm. Không thích dẹp. Chưa có dẹp được. Bây giờ nhà tôi thích dẹp, tôi dẹp, tôi không thích dẹp. Nhưng mà cái này là vi phạm pháp luật. Khi nào dẫn tới đây làm việc phải có giấy tờ. Tôi sẽ về tôi báo cáo lại. Dạ luôn hả? À, ba bỏ đi hoài vậy má. Anh hai ơi, em hỏi nghe nè anh hai. Tức là bây giờ tiệm nét mình là dẹp rồi đúng không? Nếu mà anh chị đã nói cái bản cái tiệm nét này trưng lên là để vậy thôi, chưa kịp tháo xuống dẹp thì không thể nào tính tiền con em chơi ở trong đó được. Ôi bây giờ tiệm có camera ghi lại không? Chừng nào có camera ghi lại hai con em ngồi chơi mấy tiếng trình camera, em trả 88 triệu. Còn gì nói đàng hoàng, nó chơi 8 tiếng hồi nãy nó mới nói đồ gì biết hả chị em? Nó nít mà anh. Chị ơi, 88 triệu là tụi tôi tính cái thời điểm trước á, chứ từ cái thời điểm dẹp cách đây là 2 năm rồi. Đây nè, tôi nói cho dì nghe, cái chuyện anh em trong nhà tính là tính cho dì nghe chơi vậy thôi. Ông bà mình có câu con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bây giờ đó, dì phải tự trách dì. Dì á, nên quản lý con dì.
không phải mẹ rồi gì rồi nhượng nó đi làm thì cứ gửi qua nhà người khác là được đâu, thấy không? Còn con gì á, nó thích chơi game, vì mới gửi ở đây mới có mấy bữa thôi mà nó chơi game á, là nó chơi game từ hồi còn ở nhà dì kìa. Chị phải dạy cho con gì chứ, ăn rồi lúc nào cũng chiều chuộng con. Đập cái máy bây giờ đẹp đi anh bóp cái bút đó gì phải không? Chị ơi, tôi còn chịu không nổi với chị ơi, gia đình mình có gây lộn, có chuyện gì vui đâu mà chụp hình đăng không hả chị? Đúng rồi gì ơi, cái cảnh này nó ấn tượng, ấn tượng chỗ nào trời ơi, chị thích vì cái những cái khung cảnh mà đặc biệt là chị thích ốp hình bóp Facebook à, chị bị nghiện đó. Bởi vì nghiện quá mới mở ra cái tiệm vi tính nè. Mà cuối cùng đâu có ai chơi đâu, còn có hai máy, một máy chị chơi với mấy con em chơi rồi hết. Má, giờ sao? Thôi đi đây. Về dì dạy lại con đi cho nó bớt chơi game lại, cái này dì nói mới được coi chứ là con hai đứa là ngang tầm nhau mà cản nó chơi game nó còn đánh con nữa thiệt. Cái gì? Sao đánh anh chị? Quýnh con á. Chơi cho hồi gây cấn không lại tắt máy mà. Và năng của con nữa cho nên mập hơn con luôn. Mượn đánh sao đánh lại má coi coi. Đó trời, dì dạy đúng rồi. Thấy không? Dì dạy cái gì biểu sao con gì không hư? Dì dạy vậy biểu sao con gì không hư gì ơi. Nói vậy thực sự là em á, em là em không có thời gian thì em mới gửi con em qua đây cho anh chị với lại hai đứa nhỏ coi giùm. Nhưng mà tại vì thực sự là em cũng sai, tại vì em không có thời gian ở nhà, em không có lo được cho nó, em đâu biết ở nhà lén em chơi game đâu, thì em nghĩ em qua nó đưa qua đây là anh chị. Nói đi, chị chơi mặt chị. Em nghĩ là đưa qua đây là anh chị cản nó, ai có về đâu, chị hai em là tự tung tự tác tạo điều kiện cho nó. Nói chung là em cũng bậy, em cũng sai, thôi để em về em dạy lại con em. Còn cái phần chị hai á thì em nói nghe không, là nếu phần chị hai á bây giờ dì nói tôi mới nói luôn, nếu mà dì cảm thấy được á dì nói má cho hốt về bệnh luôn đi chứ tôi mệt dì lắm rồi. Là anh trả lại luôn á anh? Trả luôn. Ôi trời ơi, hốt trả chứ mai ông cũng đòi gặp tôi à. Ông nói trời ơi, tôi cuộc đời tôi chấm bà ở cái điểm là cái mặt bà lạ, mặt bà giống như mấy con chó Nhật vậy đó. Trời ơi, ngày xưa lấy chị là tại vì thích cái điểm lạ của chị vậy đó. Ông nói vậy sao được, ông nói chị tự nhiên giật áo cho người xin lưng, dù sao vợ chồng với nhau như lâu rồi ông làm gì đâu được. Tôi thấy được hết á. Không được. Ủa, ba ơi. Vậy giờ tôi đi luôn á không? Đi luôn đi. Thôi giờ sao ta? Giờ... Vậy thôi bây giờ dễ lắm. Như nè, ngày mai em gửi con em đi học thì em gửi chị luôn chung với con em. Giờ nói chắc chắn là đi học tiểu học là không có thể nào mà cầm điện thoại hay là Facebook, Facebook là không có chụp hình chụp ảnh gì hết nha. Rồi mai chị con em hai đứa dắt nhau đi học. Anh hai thấy sao anh hai? Được á, tạm thời dì đưa về bển luôn đi rồi dì giáo dục lại rồi mai mốt tốt rồi dì đưa về đây. Rồi rồi, vậy là tự... Dự hiện số phận chị đó. Rồi, rồi em đưa chị về nhà em giáo dục. Đi qua bệnh trai vài bữa đi. Đi qua bệnh trai vài bữa đi.